ngoài nguồn thu ngân sách trực tiếp mỗi năm từ 3 đến 4 ngàn tỷ đồng, cảng biển Đà Nẵng đóng vai trò rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo động lực để hỗ trợ ngành sản xuất và dịch vụ. Hiện nay, Đà Nẵng đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng vào hạ tầng giao thông, cảng biển và chuẩn bị 2.500 hectare để xây dựng 10 điểm khu thương mại tự do. Định Đà Nẵng là trở thành một trung tâm logistics gắn với cái cảng biển và sân bay quốc tế đã được đưa vào trong cái yêu cầu của nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045. Và việc này đã được cụ thể hóa hơn trong nghị quyết 136 khi mà xác định Đà Nẵng là một cái khu thành cái khu thương mại tự do, trong đó có cái trung tâm logistics. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics mới, thành phố đã quy hoạch hệ thống kho bãi, dịch vụ hậu cần. Ngoài ra, Đà Nẵng đã tổ chức các diễn đàn lấy ý kiến các chuyên gia kinh tế, các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện khung pháp lý về khu thương mại tự do, thúc đẩy lĩnh vực logistics phát triển. Khi thành phố Đà Nẵng mở ra cái khu thương mại tự do là một cái điểm cho các doanh nghiệp có được cái điều kiện họ mạnh dạn hơn để họ đầu tư vào, đặc biệt nhất là trong ngành về logistics. Lợi thế cạnh tranh trên lĩnh vực logistics của thành phố Đà Nẵng là thực tế đã được nhận diện. Theo đề án phát triển dịch vụ logistics, đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này vào nền kinh tế đạt 11%. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với Đà Nẵng hiện nay là hệ thống kết nối liên vùng rất hạn chế. Điểm nghẽn hoạt động logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 2 khi tuyến quốc lộ 14D xuống cấp nhiều năm nay.